xong chấm riệp xua bông mai bông ổn đằng ọc nia nè khăn ông vịt ổn đi nhóm xong chai rầm lệ nâu ở sốt xâm rạp bần tọc phân nê cửa hôm phân nê chứ chứ cửa hôm phân nê nè ở sốt bần tọc phân nê cửa hôm hai ở sốt ní nhóm bàn chép bì lục rù con rấn nâu khát cầm bông chạm chép bì lục rù con rấn nâu khát cầm bông chạm chép bì quát tăng vị chân nằm bì bòn mùi nè rù bầm bôn nâng hai rù bầm bôn ní sử vô tì mân chì khóa tì nâu gà lại ná gầm biến đấy ná xâm rạp sọc khám ai dưỡng nè ngài xâm rạp sọc khám ai dưỡng nâu gà lại ná gầm biến đấy lấy khi xâm rạp tèm ở đó nè ạ đại xa tài mở đó tam plâu xâm rạp ní ឃើញផ្លែថ្នោតក៏ចែករំលែកជូនដល់បងប្អូនតែម្ដងសម្រាប់ព្យាបាលផ្នែកក្រហមតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពុកម៉ែបងប្អូនយកថ្នោតណាដែលខ្ចីថ្នោតខ្ចីថ្នោតយើងល្មមស្លោ dùng một cặp cặp hai dùng dùng tật với tật là con ông phái nó tật là con ông phái thân nọt nó nha bông ôn và tóc đáy của bán tay phái cài lộ đáy miên mê rút dùng vô sở ràng mà chốn lá sở ràng chạc thân nằm nó dự đạo tao hai dùng và tóc cho phần này dùng tàu xem ra chư phân này cửa hôm xe rùa tôi đã ta bì bì đón chi ai hai dân chùm lành nâu khăn để lê bật tí xe vô lụa tam pháu thân nọt lại thân nọt chân dân tinh mà thân liê mô chùm lành bàn xe lò phó chùm lành bàn tật tật nó không lại thân nọt thôi chì ở sốt xem ra bật tọc phân này hai mình men trâm tập chi ba phnai cơ hom tại pa no te sam rap tuk phlai thnot khchai ni kư chumnuay phnai jeung phong chuay liang phnai tiet doy ta phnai jeung thomada chou dai chou ay na mien thali no knong phnai nang kaeu phnai chang ba jeung yo tuk phlai thnot yo ma patak chuay liang dai da nang knong phnai knong kaeu phnai jeung nang oi chreah mình trâm ta chuay phchia ba chúng ngư phần này cửa hôm và nó tê thêm thằng chui liêng phần này tiệt hay bà sân dự bóng phá ôn ở miền chư phần này cửa hôm có ai đặt bàn này có ai đặt tất là thân hát cháy nâng bàn này nhưng nạn là mấy chui liêng liêng đây là nó không phần này chá chui liêng còn ta xem rạp ca pra dương mình bàn đặt chuộc phần này tràn thằng ngày tê bóng phá ôn và tha chư phần này cửa hôm nhưng đã tạp phí bấy thằng ngày tất chí bản tòa phía chia tới lên đạ tử bản tòa phía chia cứ chụp đạ hoặc ai đạ tràn thế nào bà tôi bây giờ bông phôn chọn liêng phần này chọn liêng đây phần này cả đáy đạ tập đi về đoàn mà này cũng đạ tràn đoàn nâng đạ tập đi về đoàn thần đạ mà đón liêng bàn đạ bị đón liêng bàn đạ bây đón liêng bàn chia sẻ là o hãy xem rạp chư phần này cả hôm đã thả bay đong bà thả bay đong một tuần chứ đã buôn đong người ta nhưng đã vật là nghĩa thằng ngày chẳng hết nè nè thôi mà đã tập lại nó khá với miền buôn khai miền ấy chẳng những cặp nó nhưng giờ tao mà khai bà tao với mỏ phong và tọ tập khi bị tọ nó mình tọ trả nè chẳng mình nâu chẳng tập lại thằng nó muốn những ai bà ba này mà bị bệnh thằng ngày rồi mới có bắt tập bị bệnh đòn luôn nên là tập bị bệnh thằng ngày tới bán này xem rập này có hóm có chi nó chi thò mà chi riêng ta bà sân gì bong phong đồ phải thằng nào mình bán về để chư phần này có hóm lắm mình bị bạ đi tập về để rồi tình thằng nào bắt tập phần này tới nó sửu
tại nít chỉ ca chơi đầm đầy bọc nhóm đầm bầy ở phần mạng bóng phụng khác để coi mình bàn đắng ở đăng thà sở đạp bởi dọa như tập lại thân hợp cháy cứ vừa miền cao chìa bà chư phân này cửa hôm chư liêng phân này tất năng hồi bà ca này tình lại thân hợp cháy dầm nành bàn thơ chìa thân nam bàn tọa phân này phóng bàn thơ bần lai xe mạng sổ của cô sổ bà hà đưa mùi của sổ bà xe nhật tạm bóng phụng đã trâu cả nâng ạ nâng đôi chì mình bị bạc thế nè nâng ạ sử dụng thì ọt miên ấy trâu riêng rộp tràn bóng phụng sổ cổ cục này xe mạng lại thân áo nô nâng ạ sổ lại nền nà của sổ lại អរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននិងអស់គ្នាហើយការចែករំលែករបស់ខ្ញុំគឺក្នុងគោលបំណងចែកជូនដល់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាឈឺផ្នែកក្រហមឬមួយក៏ត្រូវការលាងផ្នែកយើងមិនចង់ទិញផលិតផលឬមួយក៏មិនចង់ទិញអសុទ្ធផ្សេងៗក៏យើងអាចប្រើនៅរូបមន្តគឺផ្លែត្នោតនេះឯងយកមកប្រើទៅក៏ល្អនេះជាធម្មជាតិស្រុកខ្មែរយើង សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់សូមជម្រាបលាបាទ